Ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Nhân, 38 tuổi, để điều tra về hành vi dùng súng bắn chết người. Nạn nhân là anh Hùng, 38 tuổi, trú tại huyện Cư Em Ga. Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 21 tháng 5, người dân phát hiện anh Hùng tử vong bên lề đường thuộc thôn 8, xã Ekabam, huyện Cư Em Ga, nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắc đã phối hợp với Công an huyện Cư Em Ga đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định nạn nhân bị một phát đạn vào đầu dẫn đến tử vong. Sau đó, người thân vận động, đến khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, nhân đã ra công an đầu thú. Đồng thời giao nộp khẩu súng cùng 5 viên đạn. Tại cơ quan công an, nhân khai nhận đầu năm 2022, nhân phát hiện vợ mình và Hùng có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, vợ nhân ra ngoài thuê trọ ở, nhân lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng cùng 6 viên đạn với giá 3 triệu đồng, mục đích để giết Hùng. Khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 5, phát hiện Hùng đi vào phòng trọ của vợ ở thôn 8, xã Ikabang. Nên nhân đã về nhà lấy khẩu súng, lên sẵn một viên đạn. Sau khi quay lại, nhân phát hiện Hùng đang dừng xe bên đường nên đã dùng súng bắn một phát vào đầu khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.